Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành đo thử tín hiệu sung hen cho các bạn xem ở một cái ví dụ ở một cái quạt dàn lạnh. Thì cách đo sung hen thì các bạn cũng đo giống như tương tự tất cả các loại thôi. Các bạn cứ cấp nguồn cho IC hen làm việc rồi các bạn sẽ đo chân mát với chân tín hiệu và tín hiệu phản hồi sung hen về và các bạn xoay cái động cơ hay là xoay cái gì cái trục quạt thì các bạn sẽ xem được cái tín hiệu sung hen nó có lên rồi về tốt hay không. Thế thì cái IC hen này thì nó có thể làm việc được từ điện áp là gì 5V cho đến 12V, thậm chí là 15V các bạn nhé. Cho nên là khi mà đi làm thì thông thường thì các bạn sẽ không có nhiều bạn sẽ không có được cái bộ nguồn đi theo để chúng ta có thể kiểm tra thử tại nhà khách. Cũng như là ở tại nhà chúng ta cũng không có đầy đủ đồ. Chứ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta có thể sử dụng ngay cái quả pin ở trong đồng hồ này. Các bạn có thể tháo cái quả pin 9V trong cái đồng hồ này ra. Chúng ta có thể thử đây là mình vừa tháo trong cái đồng hồ này ra. Và thì các bạn sẽ làm như sau này. Ở đây thì mình có chân này là chân cấp nguồn VCC này, chân này chân mát và chân này chân tín hiệu về này, thì chúng ta sẽ cấp nguồn gì? Chân dương này. Chân gì? Chân mát này và chúng ta sẽ giữ chung một chân mát như này. Chúng ta sẽ cấp đầu tiên chúng ta gì? Chân mát và chân nguồn chúng ta sẽ cấp nguồn cho IC hen làm việc. Và sau đó chúng ta sẽ gì? Kẹp chân mát vào đây và chúng ta sẽ đo cái gì? Chân phản hồi về như này và chúng ta sẽ xoay. Các bạn thấy này, đó. Đây. Các bạn sẽ đo gì? Cái đo chân mát chung với cái chân sung hen phản hồi về. Thì mình sẽ xoay đu gió cho các bạn xem. Khi chúng ta xoay này thì các bạn thấy là gì? Kim lên rồi về, lại lên, rồi về, rồi lên, rồi về. Chúng ta xoay chậm thôi, các bạn xoay chậm thôi. Về, lên, về. Như vậy là tín hiệu phản hồi sung hen ở trong cái quạt này đang rất ok các bạn nhé. Và như vậy là các bạn bằng một bước thao tác nhỏ nhỏ như vậy thôi thì các bạn đã xác định được là gì? Cái sung hen nằm trong quạt này còn tốt. Thì các bạn thì có thể xác định hư hỏng từ đó thuộc về mạch điện. Và cái bệnh của một số dòng quạt điều hòa mono thì các bạn hay gặp nhất đó là bệnh về gì? Quạt chạy vụt tốc độ, tức là chạy tốc độ maximum, tức là tốc độ mạnh hết cỡ. Thì các bạn không biết là hư hỏng cái quạt hay hư hỏng mạch điện. Thì các bạn có thể ứng dụng cái phương pháp kiểm tra như mình chia sẻ ở đây. Thì các bạn sau khi các bạn kiểm tra được như vậy thì các bạn đã khẳng định được là gì? Cái quạt này là tín hiệu sung hen còn tốt, như vậy hư hỏng thuộc về mạch điện các bạn nhé. Thế thì theo mình thì các bạn cố gắng nên đo ở trong cái mạch điện để các bạn là không phải mất công cấp nguồn nó nhì nhằng. Thế còn các bạn là để quạt ở ngoài không như này thì mình phải hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái vật gì đó để ta cấp nguồn, một cái nguồn cấp bên ngoài cũng như là dùng quả pin như này để chúng ta đo nhanh. Thế thì phương pháp đo là giống nhau, thì các bạn đo cái quạt AC như thế nào thì các bạn đo cái quạt DC cũng giống vậy. Thì chúng ta sẽ đo gì? Chúng ta sẽ đo cái chân, chúng ta sẽ cấp nguồn vào như quạt mình vừa giới thiệu ở đây, thì chúng ta sẽ cấp nguồn vào dây, vào cái dây chúng ta cấp nguồn vào dây đen và dây nâu là cấp nguồn 5V. Rồi chúng ta đo chân mát với chân FB một, chúng ta sẽ xoay cái trục này, nếu nó phản hồi tốt lên rồi về tốt như vậy. Rồi chúng ta đo chân mát với gì? Với chân FB2 mà chúng ta xoay lưu gió cũng phản hồi gì? Lên và về tốt như vậy. Thì như vậy là sung hen trong quạt là ok các bạn nhé. Thì các bạn yên tâm là quạt không hư hỏng. Rồi. Để phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái quạt 5 dây. Thì cái loại quạt 5 dây thường là loại quạt gì? Có hai dây đen đỏ cấp nguồn DC 300V. Thì là loại quạt thì có một cái mạch công suất nằm bên trong để điều khiển quạt. Đấy, mạch công suất được gắn ở bên trong quạt luôn như thế này. Mình đã tháo ra ở đây. Thì cái loại quạt này thì nó thường xảy ra hư hỏng ở ba kiểu, ba dạng khác nhau. Thì dạng thứ nhất là nó hư hỏng ở dạng là các bạn là cắm quạt vào thì gì? Bị mất nguồn bo mặt lạnh. Giả sử đây là quạt mặt lạnh chẳng hạn, các bạn cắm giác quạt vào là bị mất gì? Mất nguồn bo mặt lạnh, nhưng các bạn rút quạt ra thì lại có nguồn. Như vậy là gì? Bị chạm chập cái nguồn 15V ở bên trong quạt như này. Thì hiện tượng đó là hiện tượng hư hỏng cái main mạch nằm bên trong quạt. Thì các bạn cũng không sửa được, các bạn cũng nên thay thế cái quạt khác. Rồi, cái hiện tượng hư hỏng thứ hai đó là quạt không chạy. Quạt không chạy thì không chạy thì các bạn phải kiểm tra xem là gì, các cái chân này nó có đầy đủ điều kiện chưa. Nếu có đầy đủ điều kiện mà quạt không chạy là hư hỏng quạt, còn nếu không có đủ đầy điều kiện các điều kiện này ở các chân này của nó thì là gì,
là hư hỏng mạch điều khiển các bạn nhé. Còn trường hợp thứ ba thì là gì? Hư hỏng là hiện tượng xảy ra là gì? Quạt chạy với tốc độ tối đa, tức là gì? Không kiểm soát được tốc độ. Thì các bạn khi mà quạt chạy được tốc độ tối đa thì các bạn sẽ yên tâm là cái IC công suất này vẫn điều khiển quạt chạy tốt, mà chỉ liên quan tới vấn đề gì? Xung hen phản hồi từ quạt hoặc là vấn đề xử lý tín hiệu xung hen ở trên bo mạch. Vậy thì chúng ta làm thế nào để xác định được là quạt xung hen quạt ok hay là mạch điều khiển phần cái chân xung hen gặp vấn đề? Thì sau đây mình sẽ giới thiệu sơ đồ chân của cái loại quạt 5 dây như thế này. Phần quạt DC này khá là tương đối là, nếu các bạn nào mà chưa hiểu biết, tức là chúng ta là lần đầu tiếp cận, chúng ta nghiên cứu, thì các bạn sẽ thấy nó hơi nhì nhàng một chút. Nhưng thực ra khi các bạn hiểu rồi thì nó rất là đơn giản thôi, nó cũng không có gì là ghê gớm cả. Thế thì sơ đồ chân tấu điện của loại quạt DC này thì các bạn sẽ thường thấy là dây rắc có 5 chân, và dây màu đỏ là dây cấp nguồn DC 300V, dây màu đen là dây mát của 300V. Hai cái nguồn này là nguồn người ta lấy từ tụ lọc nguồn chính, chính vì thế mà điện áp nó sẽ giật các bạn nhé. Điện áp cái dây mát ở đây, GND ở đây này, khác với gì? Khác với dây mát ở trong toàn mạch, vì cái mát này là mát của điện 300V, nó sẽ gây giật. Chính vì thế mà cái loại quạt này người ta thường sẽ phải có một cái gì? Một cái dàn IC quang để điều khiển cách ly lưới điện áp, chứ không điều khiển trực tiếp được các bạn nhé. Thôi, nhưng mà màu dây thì gần như là giống nhau. Giữa hãng, ví dụ chẳng hạn các bạn dùng đây là hãng Sharp và hãng Panasonic hay hãng Daikin hay bất kỳ một hãng khác, thì các bạn thấy là gì? Màu dây rất là giống nhau. Cũng là gì? Có đỏ, đen, trắng, vàng xanh hay là xanh vàng. Thì thực ra thì các giữa các hãng Pana hay là Sharp hay gì đó thì gì? Cái sơ đồ chân cũng như là cái gì? Cái nhiệm vụ của từng chân là giống hệt nhau các bạn nhé. Chỉ là người ta khác đổi khác nhau là gì? Người ta thay đổi cái vị trí. Giả sử như cái quạt Pana này thì cái dây màu vàng thì người ta để ở nằm ngoài, còn quạt Sharp dây màu vàng người ta để nằm trong. Tức là gì? Người ta chỉ thay đổi cái vị trí ba cái dây trắng vàng xanh đỏ này thôi. À, trắng vàng xanh thôi, còn dây đen đỏ người ta không thay đổi các bạn nhé. Thế thì chúng ta chỉ cần nắm được cái gì? Cái nhiệm vụ của từng chân. Thì khi chúng ta gặp hư hỏng đến quạt thì chúng ta có thể là gì? Sử dụng quạt của hãng này thay cho quạt khác, chỉ cần miễn sao các bạn là gì? Các bạn lắp vừa cái độ dày của nó như thế này. Đấy, tí nữa mình sẽ giới thiệu các bạn thay thế tương đương cho nhau được mà không cần phải mua chính hãng. Bởi mua chính hãng đôi khi sẽ rất là khó khăn và chi phí rất là cao. Rồi, quay lại cái sơ đồ đấu điện chân của nó thì các bạn sẽ thấy là gì? Dây đỏ cấp nguồn 300V này, dây đen này cấp gì? Mát của 300V này, dây trắng chính là lệnh bật quạt 15V. Thì khi mà người ta cấp một cái điện áp 15V vào cái chân này thì tức là gì? Cái bo mạch trong này, cái phần điều khiển IC công suất nó mới có nguồn cấp các bạn nhé. Cho nên cái chân đó người ta gọi là lệnh bật quạt, tức là gì? Tất cả các linh kiện đây muốn hoạt động được nó cần phải có cái chân cấp 15V, tức là cấp nguồn nuôi cho các linh kiện này. Và cái chân đó người ta được gọi là lệnh bật quạt các bạn nhé. Rồi, dây tiếp theo là dây màu vàng. Dây màu vàng là lệnh thay đổi tốc độ quay của quạt. Chân này thường có điện áp từ 0 đến 7V. Tức là gì? Cái điện áp nó thay đổi từ 0 đến 7V thì tốc độ của quạt sẽ thay đổi theo cái điện áp điều khiển. Và dây màu xanh thì là thường là dây gì? Xung hen phản hồi từ cái quạt về bo mạch điều khiển. Đó, thế thì đây là sơ đồ nguyên lý nhiệm vụ của các cái dây trong một cái rắc cắm quạt DC có mạch IC công suất nằm bên trong. Mình đã vẽ sẵn ở đây cho các bạn, chia sẻ cho các bạn tham khảo. Thế thì khi mà các bạn xảy ra hư hỏng cái quạt ấy, và các bạn là muốn kiểm tra là hư hỏng thuộc về quạt hay là hư hỏng thuộc về mạch điện, thì đầu tiên là mình khuyên là các bạn vẫn nên đo trực tiếp trên mạch điện thì nó sẽ có đầy đủ các nguồn cấp mà mình không phải mất công nhấc ra ngoài để thử này thử nọ. Thì các bạn đầu tiên các bạn đo cho mình là dây đen đỏ này xem đã có 300V chưa. Rồi sau đó các bạn đo cho mình dây đen trắng xem đã có 15V chưa. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đo cho mình dây đen và dây màu vàng xem đã có điện áp thay đổi tốc độ chưa. Khi mà đã có gì? Có đủ 15V, có đủ 300V, rồi có 15V rồi, rồi có dây vàng có điện áp, các bạn đo vào dây vàng. Nếu mạch điện tốt thì nó sẽ gì? Kim đồng hồ sẽ thay đổi từ 0 chạy lên 7 rồi lại quay về 0 lên 7, như thế cứ liên tục như thế. Và khi mà có điện áp chân vàng thay đổi như vậy mà quạt không quay thì chứng tỏ là gì? Quạt của các bạn motor quạt bị hỏng chứ không phải hư hỏng mạch điện. Còn nếu mà khi các bạn đo vào như vậy mà dây vàng này không có tín hiệu thay đổi từ 0 đến 7V, đấy thì là hư hỏng thuộc về mạch điện các bạn nhé.
Thế còn khi mà các bạn mắc phải cái căn bệnh là gì? Quạt chạy không kiểm soát được tốc độ, thì các bạn đo cho mình dây đen và dây xanh. Rồi sau đó các bạn gì? Các bạn xoay trục quạt, các bạn thấy là tín hiệu cũng không lên và về giống như mình vừa đo cho các bạn xem, tức là không có tín hiệu phản hồi sung hen, thì lúc đó là gì? Hư hỏng thuộc về quạt. Còn nếu các bạn đo dây đen và dây xanh này mà cái sung hen nó vẫn lên rồi về, mà trong khi đó điều hòa của các bạn lại đang mắc cái căn bệnh là gì? Quạt chạy vụt tốc độ, hết tốc độ như vậy, thì hư hỏng thuộc về gì? Mạch điện, và hư hỏng chính cái IC quang điều khiển và cái mạch gắn liền IC quang điều khiển tiếp nhận sung hen, tức là liền với dây dây xanh. Thì khi đó các bạn chỉ cần lần cái dây xanh này nó về IC quang nào, các bạn kiểm tra IC quang và cái mạch điện liên quan tới con IC quang đó, là các bạn sẽ sửa được căn bệnh chạy gì? Vụt tốc độ các bạn nhé. Rồi, thế thì trên đây thì mình do cái thời lượng clip nó không có nhiều thì mình không thể hướng dẫn các bạn chi tiết thật là hết sức là chi tiết được, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là tham khảo một số các loại quạt cơ bản như vậy thôi, chứ còn thực ra thì quạt thì rất là nhiều, kể cả cái quạt từ như này thì cái nguyên lý của cái quạt từ này nó cũng khá là đơn giản, cũng giống như tất cả mọi quạt khác thôi. Thì ba chân này là UVW đó, và cái quạt này là gì? Các bạn thấy là cái quạt này của Daikin GR32 mà các bạn đang gặp băn khoăn rất là nhiều, thì nó không IC công suất, người ta để bên ngoài, người ta không có để bên trong quạt, thì người ta chỉ có ba chân gì UVW, và ba chân này là chân gì? Là chân cấp nguồn mát nguồn 5V và chân sung hen phản hồi tốc độ. Đấy, nó như vậy thôi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, thì nó rất giống một cái gì? Một cái quạt AC thông thường, nhưng mà có điều là đây là chân UVW chứ không phải chân chung chạy đề các bạn nhé. Đó, thế thì việc chúng ta kiểm tra cái quạt hư hỏng của cái quạt này, nếu mà thuộc về phần điện thì chúng ta cũng đo chân UVW xem điện trở nó có không. Rồi chúng ta cũng đo xem là gì? Cái sung hen phản hồi này về nó có gì? Nó có làm việc tốt không? Hôm trước mình đã làm một cái video clip để chia sẻ về cái bệnh không chạy quạt báo lỗi A6 của dòng Daikin này. Thì nếu mà các bạn nào mà chúng ta chưa hiểu rõ về cách đo xem là cái quạt này còn sống hay không, thì chúng ta sẽ xem cái video clip đó của mình để tham khảo. Thế còn cái thời lượng nó không có dài, mình không thể chia sẻ cách đo hết các loại quạt được, bởi vì nguyên lý thì nó chung giống nhau thôi. Thế thì hôm khác mình sẽ làm một cái video clip để hướng dẫn các bạn, để chúng ta sẽ sửa chữa một cái máy móc mà nó gì sử dụng những cái loại quạt như này, mà đôi khi chúng ta không có quạt để thử, thì chúng ta sẽ dùng phương pháp gì để có thể thử máy được và sửa được máy cho khách hàng mà không cần tháo ra những cái quạt này mang về. Rồi, hôm nay thì mình chỉ xin giới thiệu các bạn sơ qua một số cái loại như vậy thôi. Và còn một cái phần nữa, đó là khi mà các bạn là hư hỏng một cái loại quạt 5 dây, tức là loại quạt mà có gì IC công suất ở bên trong như này, thì các bạn thấy là gì? Như mình vừa chia sẻ thì sơ đồ chân của nó là gì? Nhiệm vụ các chân là rất là giống nhau, nhưng mà hãng quạt thì các bạn thấy là nó bố trí khác nhau. Ví dụ quạt của hãng Sharp thì cái trục quạt rất là ngắn, và của hãng Vana thì cái trục quạt rất là dài. Thế bây giờ giả sử một cái quạt Sharp 5 dây như này mà bị hư hỏng, thì các bạn đặt mua của hãng thì rất là đắt tiền. Cái quạt này giá nó khoảng tầm trên 1 triệu nếu quạt chính hãng. Thế thì mình có một cái chia sẻ cho các bạn là chúng ta không cần thiết phải thay quạt chính hãng, chúng ta có thể thay quạt của hãng Panasonic vào được. Nhưng mà chúng ta cần phải làm gì để khi thay quạt Panasonic thay cho quạt hãng, quạt của hãng Sharp? Quạt Panasonic thì nếu các bạn mua hàng hàng tàu, hàng ngoài thì nó rơi vào giá khoảng tầm 180-200 nghìn. Nếu như các bạn mua quạt của hãng thì nó khoảng tầm từ 300 nghìn đến 350 nghìn. Thế thì chi phí rõ ràng là nó gì? Thấp hơn cái quạt của hãng Sharp rất là nhiều. Thì các bạn, nếu các bạn hiểu biết về cái sơ đồ chân cũng như mọi thứ của nó, các bạn có thể thay thế của quạt Pana. Và thực tế thì mình đã chia sẻ cho nhiều anh em, chúng ta thay thế quạt Pana sang cho quạt Sharp này một cách ok, kể cả sang quạt LG hay hãng khác. Nhưng LG thì quạt nó cũng rẻ thôi. Thì đây là mình chia sẻ một cái nho nhỏ cho các bạn, là khi mà cái quạt nó đắt quá hoặc chúng ta không tiện mua, ví dụ như nó hỏng mà chúng ta đang có sẵn cái quạt này mà chúng ta lại không tiện mua cái quạt này, thì chúng ta có thể sử dụng cái quạt của hãng Vana này, chúng ta thay thế cho nó bằng cách như sau. Các bạn quan sát cho mình xem cái độ dày của quạt nó bằng nhau, là các bạn lắp ok, là các bạn sẽ lắp ok. Đấy là vấn đề về cơ khí, các bạn lắp vừa đã. Vấn đề thứ hai là cái trục quạt của thằng Sharp thì ngắn, của hãng Sharp thì ngắn, trục quạt của LG thì dài. Thì các bạn sẽ lấy cái máy, các bạn cắt bớt trục đi cho mình, là phần về phần lắp ráp là các bạn ok nhá. Rồi tiếp theo đến phần chân, về chân đấu điện thì các bạn thấy rằng là gì? Chân cấp nguồn 300V là không khác nhau.
dây trắng là lệnh bật quạt 15V, cũng không khác nhau luôn, các bạn đấu y chang. Nó chỉ khác nhau giữa chân gì, điều khiển tốc độ quạt và chân sung hen phản hồi. Thì các bạn để ý là gì, một thằng thì dây vàng nằm ở bên trong, một thằng thì dây vàng, dây điều khiển tốc độ nằm bên ngoài. Thì các bạn chỉ cần đổi chỗ hai dây này cho nhau cho mình là ok, để sao cho nó đúng cái vị trí làm việc của nó. Đối với hãng Panna thì cái dây điều khiển tốc độ nằm bên ngoài, thì các bạn khi mà các bạn lắp sang hãng Sharp, các bạn chỉ cần gì, đổi hai cái vị trí dây vàng dây xanh cho nhau là ok. Như vậy là gì, các bạn có thể sử dụng cái quạt này để thay thế cho bất kỳ một cái quạt DC 5 dây nào cùng chủng loại là motor quạt dàn lạnh. Các bạn chỉ cần đổi chỗ cái gì, các cái chân này đúng nhiệm vụ của nó là nó ok thôi. Rồi, như vậy là vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn cách kiểm tra cũng như là phân biệt một số cái loại quạt DC, cũng như là một chút nho nhỏ cho các bạn khi thay thế cái quạt của hãng này cho các hãng khác. Do cái thời lượng video clip nó quá là dài, mình không đủ cái thời lượng để mà chia sẻ cho các bạn là đo kỹ từng cái loại motor được. Như về nguyên tắc chung thì tất cả các cái loại quạt DC thì chỉ phân biệt ra thành 3 loại như vậy. Các bạn cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu kỹ. Khi nào các bạn hiểu thì các bạn sẽ xem đi xem lại, các bạn hiểu được cái vấn đề cốt lõi của nó thì các bạn sẽ thấy là gì, cái quạt DC nó cũng rất là đơn giản, không có gì gọi là phức tạp cả. Thì chỉ cần chúng ta cố gắng một chút thì chúng ta sẽ hiểu được nó một cách kỹ lưỡng, và chúng ta sẽ có đủ cái kiến thức toàn diện để chúng ta ứng xử trong mọi vấn đề. Rồi, thời lượng video đã quá dài rồi, cho nên là mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Và mình xin chúc tất cả các bạn chúng ta thành công. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.